Rồi, bên em đã đến nhà anh Sinh ở trên thành phố Sơn Tây. Rồi, bên em lắp cho anh một bộ loa JBL-G2000 bản Gold Limited, sở hữu 5 loa trong thùng và con đẩy liền vang DSX7 đi kèm. Vâng, với tôi như thế này thì thời gian vừa qua bên em bán rất là tốt, thì nhạc rất là hay, chi tiết hát karaoke rất là ngọt ngào và đặc biệt là giá cực kỳ là bình dân. Vâng, anh đã chuẩn bị mồi nhậu sẵn rồi. Vâng, em bàn giao xong rồi anh mời em làm chén rượu rồi đi về. Vâng, rất là cảm ơn anh Sinh đã tin tưởng và ủng hộ ạ. Chúng ta bây giờ cùng lắng nghe cũng như thưởng thức anh Sinh đã hát một đoạn nhạc karaoke ạ.